Nhóm thanh niên nhảy múa trên tàu Cát Linh Hà Đông. Trong những clip được chia sẻ, nhóm thanh niên nhảy theo nhạc sôi động tại nhiều khu vực thuộc tuyến đường sắt trên cao như cửa thang cuốn, sảnh chờ hay trên tàu đang chạy. Ngày 20 tháng 12, phía nhóm nhảy xuất hiện trong những đoạn video này cho biết các clip được ghi lại ngẫu hứng. Đối với clip quay trong khoang tàu, nhóm cho rằng vị trí ngồi ở toa cuối không có hành khách khác và cảm thấy không gây ảnh hưởng đến ai. Trước đó trên kênh TikTok của nhóm này chia sẻ một số clip thành viên nhảy ở khu vực tuyến đường sắt trên cao Các Linh Hà Đông. Gây chú ý nhất là clip 4 thành viên nhảy trong một toa tàu, nhận được hơn 100.000 lượt xem. Tối ngày 20 tháng 12, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, cho biết hành động của nhóm khách trong clip là bộc phát. Phía công ty luôn tạo điều kiện tối đa cho hành khách đi và trải nghiệm tàu. Tuy nhiên khi sử dụng dịch vụ, hành khách cần tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn, có những hành động phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục. Theo quy định, đối với những hành động vi phạm, Hà Nội Metro không có thẩm quyền xử phạt nhưng có thể từ chối phục vụ mời hành khách rời khỏi tàu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện xoay quanh các clip này, trong khi một số thấy hành động nhảy của nhóm là bình thường, ghi lại khoảnh khắc vui vẻ khi đi tàu, số khác nhận định việc này có thể khiến những hành khách còn lại cảm thấy khó chịu hoặc gây nguy hiểm vì tàu di chuyển với tốc độ cao. Đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 11, tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông nhanh chóng trở thành điểm đến được yêu thích trong giới trẻ Hà Nội. Ngoài mục đích tham quan, trải nghiệm, nhiều bạn trẻ còn đến các ga tàu dọc tuyến để chụp ảnh, quay phim với mục đích check-in. Thậm chí một số nhãn hàng còn thực hiện chụp lookbook, quay quảng cáo. Ngày 11 tháng 12, hình ảnh nhóm thanh niên cởi trần tạo dáng chụp hình trong một khoang tàu mang theo banner quảng cáo cho một chuỗi cửa hàng cũng gây chú ý trên mạng xã hội. Trong hình, hàng chục thanh niên đứng chắn kín hết lối đi. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết hình ảnh được ghi lại vào ngày 10 tháng 12 và chưa có sự cho phép của đơn vị vận hành tàu